Lớp tôi mấy ngày nay trend hít dầu gió kiểu. Rồi, nhỏ vô. Đưa tay cao lên. Coi chừng đổ đó. Rồi, chà đi. Được chưa? Mạnh lên ba. Con biết con nghiện cả nhà không vui. Nhưng nếu không nghiện bạn bè không chơi. Trời phê cà phê cái bản phê khoái khoái. Lớp trưởng cho miếng dầu gió đó đi. Cái gì hoài vậy? Trời mày 10 lần rồi đó, tôi còn muốn hết nữa hả? Trời ơi, rồi sẽ bàn tay ra đội ơi. Ê, cái mùi này hoài vậy? Có cái mùi khác không? Đổi mới xíu đi, đổi gió đi, mùi khác. Chai khác là chai nào nữa, có con chai dầu nóng này thôi ạ. À. Ê, còn chai dầu gió xanh nữa. Đổi ha. À, được á, dầu nước xanh đi. Nè. Mày miếng nữa đi, ít quá. Bụ nội mà, tao không biết mày thích hay là mày uống nữa. Rồi thêm vài giọt đó thôi nha. Rồi đó, lẹ đi. Con biết con nghiện cả nhà. Trời má ơi, cái mùi này nó đã như mày. Nó vừa sang mà nó vừa USA sao mày ơi. Chứ sao nữa mày, cái mùi này nó mắc tiền hơn, nó phải sang trọng hơn cái mùi dầu nóng chứ. Ê, mùi mới hả? Cho miếng nó thử đi. Mày nữa hả? Rồi, xem bàn tay ra, cho mấy giọt mà cha. Con biết con nghiện cả nhà không. Trời má, cái mùi này đúng đỉnh luôn á. Trời, má ở vụ gì vậy? Ê trời ơi, thằng quỷ, sao tự nhiên lăn lóc lóc vô nhà gì ông nội, xem như chúng tao rồi. Cái gì vậy trời? Thông cảm đi mày ơi, tụi nó đang phê pha. Đứa nào lát hết phê nó sẽ trở lại bình thường liền à. Xích gà con ông cố nội. Cái gì vậy trời, mấy quỷ nhà bị cái gì vậy? Lớp trưởng, tụi nó bị gì vậy? Đang có trend trà dầu gió ra để hít á, phê pha dữ lắm. Thử không, cho miếng nè, tao đem hai loại nè, muốn mùi nào? À hèn chi. Thôi thôi má ơi, cảm ơn, tao có cái này đòi tiện lại hơn. Ê, cái đó hít cũng phê lắm luôn á. Cho cái miếng đi. Sáng giờ hít mấy cái dầu này hoài đến có lờ rồi, hết phê rồi. Đi. Sướng lắm đó, vừa tiện lợi đỡ phải trà. Nè. Cảm ơn nha. Trời ơi. Con biết con nghiện cả. Ủa, cô vô. Cái gì vậy trời? Trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa, lớp trưởng. Ê tụi bay, cô vô kìa. Trời đất ơi, con nhỏ này. Lớp trưởng. Mấy cái đứa này nó bị cái gì á ta? Lớp trưởng. Ủa, dạ, ủa cô hả? Trời đất ơi, nhìn có ra cái thể thống gì không? Hả, tụi em đang làm gì vậy? Tụi bay, cô vô rồi. Ủa cô. Dạ, ủa cô. Hả? Ủa cô. Y như là đang phê thuốc hay là phê bột mì vậy đó. Vụ vậy hả lớp trưởng? À, dạ, đang có cái trend hít dầu nóng á, cho nên là tụi em đu trend hay không có gì đâu cô. Cái gì? Hít dầu gió hả? Hít dầu gió kiểu gì mà hắn đứa lăn lóc lóc dưới đất, hắn đứa đu bảng, đu ghế, rồi đứa nằm lẹp giữa trên bàn rồi phê pha y như là đang ở trên chín tầng mây. Không, không phải hít dầu nóng như bình thường đó cô, mà cái này á, chà chà xong hít một phát một, trời ơi, thề lắm cô ơi. Thôi dẹp đi, cùng hả, hít dầu gió mà cũng thử nữa. Ờ, đúng rồi đó cô, đã lắm đó cô, thử một lần đi cô ơi. Phải không đó, rồi giờ làm sao? Rồi, bây giờ cô xè hai cái bàn tay ra, đưa ra cho em. Tay hả? Dạ. Rồi, như đó được rồi đó cô. Chà, là tự nhiên dầu gió không đưa lên mũi hết luôn chứ, rồi tự nhiên cái chà xong hửi. Được chưa? Rồi, đưa mũi hết đi cô. Con biết con nghiện nhà không vui. Ê, cô ơi, cô. Nhưng nếu khi 2K9 là Hồng Hà Nhi của cô giáo kiểu. Ê, coi dạo này thấy có gì lạ lạ nha. Lạ gì mày? Ê, tao nghe tụi nó đồn á, mày là Hồng Hà Nhi của bà cô chủ nhiệm thiệt hả?
có đâu, trong lớp anh tụi nó đồn bậy đồn bạ, nó xàm mà. Đừng xạo mày, tao nghe con Ngọc nó ngồi kế mày bữa nó đọc lấy tin nhắn mày với bà cô tà tươi với nhau á, anh em cục vàng cục ơ cục cưng gì tùm lum la mà. Thôi đi vô lớp mày ơi, nó nhảm quá, tin cái con quỷ nó làm gì. À, hèn chi dạo này anh được thợ săn bảo kê, hèn gì đi học tự tin dữ. Như Hồng Hà Nhi của bà cô chủ nhiệm vô kìa. Ôi, người ta bây giờ thành con cưng của lớp này rồi đó. Xích quả chưa coi. Nữa rồi đó, mày đó nghe, coi chừng tao á. Có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, chưa làm gì hết trơn á. Ở cô dọc xanh đất. Rồi, ngồi xuống đi tụi em. Ủa làm gì nhìn cái mặt hớn hở vậy ba? Thì chuẩn bị trả bài chứ có gì đâu. Cái gì? Chuẩn bị trả bài hả? Mày đừng có nói với tao là bữa nay mày học bài nha Khôi. Trời ơi, tụi bay ơi tụi bay, chuyện lạ Việt Nam, chuyện lạ có thiệt. Bạn Khôi bữa nay bạn học bài kìa. Trời ơi, dữ à, chắc bữa nay có điềm á, có điềm dữ lắm nè. Trời ơi, anh Khôi bây giờ không còn là anh Khôi của ngày xưa nữa. Anh Khôi bây giờ chăm chỉ học hành dữ lắm tụi bay ơi, tại anh Khôi có tình yêu á. Chứ sao, trời ơi, đi học là phải học bài chứ mày. Đây, cô kiểm tra bài cũ cái nha. Cô mời Nguyễn Anh Khôi. À, dạ. Ưu mé rồi, hiểu luôn. Nè, cục về. Ý, nghiêm túc, đang trong lớp đó. Rồi Khôi đọc cái đoạn thơ đầu ngày hôm qua cô dạy với Khôi. À, thưa cô, em đọc bài. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dù tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Ưu má ghê vậy, bữa nay anh Khôi của tụi mình thuộc bài luôn kìa tụi bay. À, 10 điểm để chỗ đi, để học bài dữ ha. Cũng nhờ cục vàng nhắc bữa nay trả bài đó. Nữa, đi về chỗ đi. Mệt. Trời ơi, Hồng Hà Nhi giỏi quá. Hâm mộ Hồng Hà Nhi quá. Cái đoạn này á, ý của tác giả nhầm. Rồi, hai tụi em ra chơi đi. Rồi xong rồi chúng ta vô học tiếp ha. Quý, đi canteen nào. Đi. À, như, thôi kìa, đó. Trời, tính làm gì vậy trời. Hello cục vàng. Trời, cái gì vậy? Sao tự nhiên lên đây ngồi, đi xuống dưới. Cái gì vậy? Đang ra chơi mà, thì lên đây ngồi chơi xíu có sao đâu. Nhớ cục vàng quá. Thôi, đi xuống dưới ngồi đi, nguyên cái lớp nó biết hết bây giờ. Trời ơi, mấy đứa trong lớp, tụi nó biết hết trơn rồi, có cái gì nó đâu mà giấu, tự nhiên đi. Ủa vậy hả? Trời ơi, thiệt tình luôn á. Hết gì đâu à. Ủa, sao thấy cái mặt của đây rầu rầu vậy? Có chuyện gì hả? Ai làm cục vàng buồn hả? Lúc nãy bị ông thầy hiệu trưởng ở dưới ông rầy một trận luôn đó. Tại lớp hả, tuần vừa rồi á, xếp hạng ốp. Má, cái thằng cứa già nó gan vậy, nó dám chửi cục vàng của anh luôn hả? Để lát anh hẹn nó ra cổng trường, anh xử đẹp nó cho cục vàng nha. Điên hả? Muốn bị đuổi học hay gì? Nó chơi đó chứ ai mà dám. Nhớ quá à, hùng miếng đi. Trời, đang ở trong lớp đó, muốn tính cái gì đấy không có được. Bây giờ chỗ đi có gì, đi học xong đi rồi muốn lại gì cũng được. Thôi, cho hùng miếng đi, hùng mồi miếng thôi à. Rồi đi xuống dưới ngồi, không là ngồi đây hoài luôn đó, ngồi đây Trời, làm trò gì khó coi trời. Rồi, lẹ rồi, đi vào chỗ ngồi giùm nha. Hung cục vàng cá cho đỡ ghiền cái à, xuống dưới ngồi liền. Trời, bọn hai người đó tính hung thiệt cái gì hả? Ê, thôi nha, cái gì cũng có giới hạn nha, đừng có làm chuyện á trong đây nha. Mệt gì đâu à. Trời ơi, cái quần què gì vậy trời. Khi lớp tôi trend casting đặt mặt 8 kiểu. Rồi, thôi nè. À, dạ, con chào chú Lý Hải. Dạ, con chào chú Lý Hải. Con với bạn con hôm nay xin phép được diễn xuất cast tin bộ phim Lật Mặt 8 sắp tới ạ. Và tụi con xin bắt đầu. Tiểu phẩm của tụi con đang tên là Cuộc Chia Tay Đầy Nước Mắt. Dạ, nha, nha vô. Dạ, rồi nha. 2, 3. Em nói là chúng mình chia tay đi. Ê, trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, anh đau lòng quá đi. Trời ơi, mấy đứa này thiệt tình chứ. Nhưng mà chia tay, anh đau lòng lắm đó. Em à, thôi cho anh xin lỗi nha. Anh xin lỗi mà. Buông ra.
không được. Vậy bây giờ em muốn chia tay đúng không? Em nói một lời sau cuối đi. Bây giờ em muốn chia tay đúng không? Em về em biết mẹ em cho coi. Ê Ngọc. Dạ thưa chú Thế Hạ, tiền phẩm của tụi con tới đây là hết. Dạ tụi con xin hết dạ. Nó diễn cái kiểu đó không biết ai chấm nó đậu nổi nè. Rồi bây giờ đang ra chơi đó, không là xuống canteen mua nước mua nồi gì uống. Rồi đi toilet lo gì luôn đi. Một lát nữa vô tiếp đi ha, rồi xin tôi đi rồi tôi không có cho đi đó nha. Ê tới tao cho tao mượn, tao mượn. Dạ tới lượt tụi con. Tụi con xin giới thiệu là tụi con học chung lớp với hai đứa này. Dạ con chào chú Lý Hải. Tụi con cũng xin góp một cái tiểu phẩm nho nhỏ để casting bộ phim Lật Mặt 6 sắp tới. Mong chú Lý Hải chấm điểm giùm. Dạ thì đây là bạn của con. Thì tiểu phẩm của tụi con được mang tên là Đứa Con Hiếu Thảo, viết thư tặng quà cho mẹ ngày 8 tháng 3. Dạ, tụi con xin phép được bắt đầu ạ. Dạ. Dạ, tụi con xin phép được trình bày và diễn xuất. Dạ. Rồi, 3. Ê, tặng quà trước. Ờ, quên tặng mẹ món quà. Dạ, con tặng mẹ món quà 8 tháng 3. Trời ơi, bông con đẹp quá à, mẹ thích lắm á. Nhân ngày 8 tháng 3, con... Con chúc mẹ một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Con chúc mẹ gặp thật nhiều may mắn và trong cuộc sống. Từ đó tới giờ con chưa tặng mẹ một món quà nào. Nên nhân ngày 8 tháng 3 con tặng mẹ được quán quà này. Tuy món quà không được trang trọng như người khác, nhưng nó lại là đầy ý nghĩa. Ngày mà con chúc mà tất cả tình cảm của con dành cho mẹ. Trời ơi, gái yêu của mẹ. À, dạ tiểu phẩm của tụi con tới đây là hết ạ. À. Con xin chào chú Lý Hải. Dạ. dạ tạm biệt chú Lý Hải. Ê cho tao mượn, tao mượn. À, dạ con chào chú Lý Hải. Bây giờ tới lượt con cũng muốn tham gia bộ phim sắp tới là Lật Mặt 8, cho nên con xin casting tiểu phẩm. Con sẽ đóng giả cái bàn để mà theo dõi con nhỏ bạn thân với con rắn độc trong lớp nói xấu con nha. Mọi người bắt đầu đi. Rồi, đã xong rồi đó. Ý, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi Thảo, em làm gì em chui xuống gầm bàn cô chi vậy? Dạ, em đang đóng giả làm cái bàn đó cô. Cô cho em mượn cái chỗ này để em quay video, em cắt tỉnh xíu nha. Trời đất ơi, diễn thực tế ghê vậy đó. Giờ diễn đi. Ê, tao nghe nói mày chơi thân với con Thảo lắm đúng không? Không có đâu mày ơi, thân cái gì mà thân, thân ai nấy lo á má. Giả bộ chơi với nó vậy thôi, chứ không có ưa nó miếng nào hết trơn má. Ôi, thì ra từ trước tới giờ mày là con rắn chúa mà tao không hề hay biết. Ôi vậy hả? Đúng rồi, cái con quỷ nó không nên chơi, chỉ nên giả bộ chơi với nó thôi. Ôi, nó vuốt thấy mẹ luôn vậy đó. Đúng rồi đó, trời ơi, tao nói nó dốt lắm mày. Nó ngồi kế bên tao á, cái quần què gì cô giải trên bảng nó cũng hiểu chớn má. Đụng chút là hỏi, kiểm tra nó được điểm trên trung bình là nhờ tao á, tao chỉ bài cho nó không đó mày. Không có tao nào nó ăn chết rồi. Đứa bạn thân. À ha, tao bắt quả tang hai đứa mày rồi nha. Ôi thôi mệt quá, nó quỵt tẹt cả tao là vậy đó. Chưa giờ thích chơi sau lưng mày vậy đó. Sao mày làm gì tao hả? Đồ con rắn độc, đồ con rắn chúa, mũ nổi hai đứa mày. Dạ, tụi con tiểu phẩm tới đây tụi con xin hết. Dạ, cảm ơn chú Lý Hải đã xem. Dạ. Dạ, chào chú Lý Hải, tạm biệt chú ạ. Dạ, tụi con chào chú Lý Hải dạ. Tới tao luôn. À, dạ, con chào chú Lý Hải. Con cũng muốn được casting bộ phim Lật Mặt 8 sắp tới. Bây giờ con sẽ diễn xuất, phép bắt đầu. Cười cái gì nữa đây? Cô diễn chung với em một đoạn chút xíu nha cô. Chút xíu là xong à. Trời ơi, cái gì vậy em? Cô có biết diễn gì đâu mà kêu cô diễn thôi. Cô có nhu cầu casting cách ơi vậy chứ nghe, tự diễn đi. Dạ, không có cần làm gì nhiều hết trơn cô. Cô chỉ cần ngồi im ở đây rồi để em diễn là được rồi nha cô. Không à, giờ ngồi im thôi đúng không? Ờ, ngồi im thì được. Đó làm gì làm đi. Mệt quá. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ, bây giờ con xin bắt đầu luôn tiểu phẩm. Bé Nam, học sinh 2K9, Hồng Hà Nhi, khóa môi cô giáo thợ săn tại lớp. Dạ, con xin phép bắt đầu. Anh nhớ em quá à. Bây giờ hai đứa mình hung môi nhau một cái nha. Mỗi lần tới ngày thu quỷ lớ kéo. Ê ê tụi bay, thu quỷ vô, con thu quỷ vô kìa. Ui. Cái gì? Má sao bên em nó vô sớm vậy? Ê, thấy mày không? Cô chủ nợ nó vô. Ui trời ơi, tới rồi. Ê
Trời ơi, mấy ba mấy mẹ bớt làm trò điên trò khùng giùm cái đi. Tuần nào thứ hai tụi bay cũng chúng chui chúng nhủi hết trơn á. Mà có bao giờ trốn được đâu, cũng phải đóng cho nó 15 ngàn thôi. Ê thôi tao đóng bà cho rồi đi. Mình đóng dưới đây chứ nó không thấy mình đâu. Hên quá, chạy kịp. Đông quỷ lắm. Mỗi đứa 15 ngàn. Ôi là trời à. Đừng có nấp, đừng có trốn nữa mấy ba mấy mẹ. Sơ hở là đóng giả làm cái bàn, cái bảng, cái chân ghế, cái này cái kia đồ ha. Tao nói nó giả chân gì đó. Tự giác đem lại đây lẹ lên. Mệt ghê vậy đó trời. Nè, đó. Tụi bay gom lại xuống đây đóng cho nó lẹ đi kìa. Nè, tao nè. Lớp trưởng hả? Rồi. Tiếp. Ý ghê vậy đó trời. Nè bà cố nội ơi, thói còn lại 1 ngàn. Có 1 ngàn cũng đòi nữa, mệt quá à, cho tao đi. Quỷ gì đâu à. Nữa à, tuần sau tao đóng 14 ngàn. À quên nữa, thông báo cho lớp biết luôn nha. Ngày hôm qua tao photo tài liệu cho nguyên lớp mình á là hết 72 ngàn đó. Cái gì mà 72 ngàn chứ gì mày á. Photo của mấy tờ giấy cho nguyên lớp là 72 ngàn. Chứ mày muốn bao nhiêu? Lớp 36 đứa, mỗi đứa 2 ngàn tiền tài liệu. Nhiều dữ chưa hả? Mày muốn thì mày đi photo luôn đi nè, mày cầm tiền mày đi đi. Quỷ gì đâu à. Không ai nói lại cái miệng của mày luôn á. Ê thư quỷ, còn thiếu tao 2 ngàn nha. Nhớ rồi má ơi, có 2 ngàn mà nó đòi hoài vậy đó hả trời. Chừng nào đóng nữa đi rồi tao trừ luôn, ok chưa? Quỷ gì đâu à. Trời ơi lẹ lẹ lên, cái gì mà mới có mấy đứa vậy nè trời. Lớp 36 đứa, còn 30 đứa nữa đâu. Mệt gì đâu à. Nhí mệt ghê nè. Giờ này mới đem qua. Cái gì vậy ông cố ơi, ông cố. Cái gì mà có 2 tờ 500 ở trong đây nữa vậy trời. Bây giờ ai xài 2 tờ 500 nữa má. Đổi cái khác lẹ lên, đưa tờ khác đây. Cái gì má, 500 mà không xài. Không xài vậy nhà nước in ra làm gì mẹ. Nhưng mà ở ngoài người ta không có xài, mày hiểu không? Có mẹ Trinh hôm bữa cũng vậy đó. Đưa 4 tờ 500 ra đem ngoài, đâu có ai xài đâu. Đốt buộc phải đưa đổi lại đó. Đưa tờ khác đây lẹ lên, 1 ngàn. Mệt ghê vậy đó. Nè bà cố nội ơi. Có vậy thôi đó, bỏ em mày. Nghĩ gì đâu à. Mệt ghê vậy đó trời. Nè. Cái gì vậy má? Tự nhiên đưa tờ đô la này cho tao làm cái gì? Ủa là ngộ không? Tiền đô người ta cũng xài mà. Cái đó 24 ngàn đó, thôi 9 ngàn đây. Ở đây là Việt Nam, không có xài tiền đô, đưa tiền Việt đây. Quỷ mà cũng kén chọn nữa, nè. Không có tiền thôi, đưa tờ nhỏ đi mẹ. Không có đồng bạc nào là lẻ chân má ơi, con tờ đó duy nhất đó. Rồi vậy để đây đi, Việt Nam có tiền thôi, không có thôi. Đây. Ê, ô là trời à. Ủa Quỷ Quân đó ai? Mụ nội đó nó thiếu 2 tuần rồi đó. Giờ nó không thấy mặt nó đâu chứ vậy. Ai em quên không? Mày quên là bữa nay đầu tuần hả? Nó sợ nhất là gặp cái bản mặt của mày luôn đó. Nghĩ sao giờ này mà nó có ở trong lớp. Quân 30. Ơ trời ơi, bà cô nội đi đâu trong này vậy má? Nhanh lẹ lên, 2 tuần rồi, tuần trước cho tuần nay nữa nha. Nè má ơi. Đưa đây. Đủ. Vậy thôi đó, cũng ráng chui trong tay cho được. Nhỏ xíu. À, rồi sao mắt chân luôn. Ha, à, vô luôn rồi hả kênh. 15k. Xíu đi, mới đặt đít ngồi xuống à, chưa gì hết là đòi rồi. Không có xíu gì nữa trơn trời á. Mấy cái đứa mà dai dẳng trong lớp này á là tao phải đòi liền bữa nay. Nhanh lên, 15k, không có nói nhiều. Hết ngân lượng rồi, bữa nay không có đem thêm ngân lượng, ngày mai đi. Lúc nãy tao liếc xuống dưới là tao đã thấy cái túi mày dày cui rồi. Mày tưởng mày qua mặt được tao mày mẹ không? Ê, tao không có mà trời bua ghé. Không, đưa đây, 15 ngàn. Mai đi rồi tao đưa cho, trời ơi, gắt bây giờ té. Tét tao cho tét luôn, ai mượn mày không đưa cho tao. Đưa đây. Mụ nội nữa, cái con này trời, cái quần tao nó mục rồi đó, tét bà nội ơi, tét. Rồi luôn. Alo, hello Kitty của tụi bay á. Tổ trưởng tổ người ta trend tặng Milo snack kẹo. Tóc mẹ bạc màu mây. Ê cái gì á, bánh hả, cho biết đi. Ít, giả một cái bây giờ đó à. Mày tổ ba, đi ra chỗ khác chơi. Cái này của tổ tao đó. Ủa tổ trưởng, cái gì ạ? Cái gì ạ, ăn được không? Đoán thử coi, đoán thử coi. Bạch gì ạ, sao giống bạch siêu thị vậy? Mua gì nhiều dữ vậy má. Ê, xanh xanh, ê, Milo hả? Alo, đừng có nói là cho em tổ trưởng tặng Milo cho tất cả thành viên nha. Nè, tè tè. Trời ơi, cho em tổ trưởng tặng Milo. Ủa, tao thấy trên mạng tụi nó tặng cho mấy đứa thành viên trong tổ là cái hộp sữa sữa nước mà. Còn cái này là gói mà, cái gì á? Ăn mới ngon đó ba, cái kia sữa bằng nước uống chán lắm. Cái này nó bột bột, ăn vui miệng.
Đúng rồi đó, cái bột này nè, mày có thể pha mày uống, hoặc là mày có bỏ vô miệng mày nhai mày ăn luôn, sờ lây lắm đó. Ờ vậy hả? Tại chưa có ăn bao giờ nên chưa biết, cho một gói coi. Có mấy gói Milo hả? Tao thấy mày mua cái bịch bự chà bá mà còn gì trong đó nữa vậy? Tất nhiên là còn nữa, mỗi đứa sẽ được một bịch Milo và một bịch snack. Ê, có snack luôn hả? Trời ơi, não à, trời ơi, tổ trưởng ơi, yêu quá. Dễ thương gì đâu luôn á. Tụi tôi thật là may mắn khi mà ngồi trong tổ 1 này đó. Đảo à. Đúng rồi đó, trời ơi, phước đức ba đời tụi tôi mới được ngồi trong tổ 1 này đó. Thôi được rồi, trời ơi. Nói chứ à, thân làm tổ trưởng tổ 1 thì cũng phải chu đắp cho bầy con. Nó không có chịu thiệt thòi, không có thua kém mấy cái dân trên mạng chứ. Rồi bây giờ nha, mỗi đứa một bạch. Nè, cảm ơn. Rồi nè, thì đắp gì? Cái nào cũng được, lấy đại cái bịch đỏ đi. Này luôn ha. Đảo à. Nè. Dòm nè, coi nè, banh con mắt ra mà lúc kinh vô đây nè, thấy chưa? Thấy gì chưa? Thấy tổ trưởng tổ 1 chưa? Trời ơi, anh chỉ có cửa. Ơi, đói bụng quá, đi xuống nhà tiên kiếm gì ăn coi. Không nghe thấy gì, không thấy gì hết. Ai làm gì kỳ kệ. Nam mô. Đây, cưng đây một bịch. Cảm ơn, cũng được quá ha. Rồi, ăn nào, này ha, rồi. Ngon. Má, cái tổ 1 này sướng bay, còn dư gói nào không? Ê, kia chỗ khác chơi mày. Tổ 3, đi qua bên kia chơi, đi qua kêu tổ trưởng cho mày á, mà mua cho tụi mày, ngộ không? Ừ, đi qua bên kia mày, kêu tổ trưởng mày á, mua cho mày. Á, trời, sao mấy đứa này nó ngồi trong tổ 1 sướng dữ trời. Nghĩ gì đâu à, cái lớp này nguy hiểm quá à. Còn cái này dẹp vô đi, để lát cho mấy đứa kia nó vô xa tao đưa cho tụi nó. Rồi. Lấy, đưa lại gần đây, tao chụp tao quay video, tao up TikTok, tao đu xu hướng coi, đu trend coi. Rồi, chụp đi. Chụp hình, để lên, lên, up đi. Chụp lại, rồi, gần lại nè. 2, 3, rồi. Cắt kết giật liền. Yeah, thử cái Milo gói này trước cái đã. Thơm quá à. Ngon quá. Mà hơi khát nước. Trời ơi, bơ phẹt. Trời, má nó đen như y cục chó vậy. Có ngon quá. Đù. Dính nha, dính nha mày. Ờ, ngon. Ê, ăn xít chó không? Cho cục xít chó nè, thả ra. Trời ơi, xít chó ngon quá, giòn tan luôn á. Cái gì nữa má? Tổ trưởng! Nhìn mới tổ 1 kìa. Rồi sao? Thích thì đi qua bển đi. Ôi ơi, đi mua Milo với snack để tặng cho thành viên trong tổ đi trời. Nhìn tổ 1 kìa, tổ trưởng người ta thấy ham ghê chưa. Mé cái con này mày nhây dữ vậy mày. Ngày hôm qua mày bấm điện thoại trong giờ học, tao chưa có ghi tên mày vô sổ nè, bây giờ tao ghi nè, mày tin không? Ai ơi, tôi đừng có ghi má ơi. Gì thôi. Thủ nội với mày à. Tự nhiên hồi đầu năm á, đang ngồi bên tổ 1, tự nhiên mà cô cái tay sách mà chuyển qua bên tổ 4 rồi này. Trời ơi, tổ trưởng người ta thấy tổ trưởng mình như cái quần que.